Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thường. Trước khi bắt đầu thì dành cho các bạn mới đến kênh YouTube này, thì đây là kênh mình chia sẻ hai nội dung chủ yếu, đó là kinh nghiệm thực chiến và kỹ năng đầu tư trong thị trường tài chính. Ngoài ra thì các bạn có thể vào kênh Telegram ở phần mô tả phía dưới để tải những tài liệu miễn phí. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay. Khi mà bạn nhìn vào biểu đồ của một ai đó thì chắc có thể bạn thấy là phần đa người ta sử dụng một hoặc là nhiều đường dài dài ngay sát với giá. Có khi thì bạn thấy nó chụm lại, hoặc có khi thì thấy nó xòe ra, hoặc là có khi là nó giao cắt lung tung. Và đó cũng là chủ đề mình sẽ chia sẻ cho các bạn vào ngày hôm nay. Đó chính là đường trung bình động MA. Đường MA hay còn gọi là đường trung bình động. Đây là một chỉ báo thể hiện độ biến động hay là xu hướng của thị trường. Đây là một trong những chỉ báo mà được nhiều bạn sử dụng nhất để mà giao dịch. Hay kể cả là trader chuyên nghiệp họ cũng thường xuyên sử dụng chỉ báo này. Vậy thì tại sao nhiều người lại lựa chọn chỉ báo này mà là không sử dụng chỉ báo khác? Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái lý do mà chúng ta nên sử dụng cái chỉ báo này. Đầu tiên là đường MA nó đóng vai như là một cản động. Và khi mà mình nhìn trên biểu đồ ấy, thì nó dễ dàng quan sát và đỡ phải kẻ đường xu hướng. Thứ hai, nó là một cái chỉ báo giúp mình lọc cái xu hướng dài và đi theo cái xu hướng dài rất là tốt. Thứ ba là nó giúp mình chọn lọc được cái thời điểm thích hợp để vào lệnh. Thứ tư đó là nó có thể là giúp mình đo cái độ mạnh yếu của xu hướng. Và cuối cùng là nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều về việc chốt lời sớm hay là tránh những cái biến động mạnh của thị trường. Khi mà sử dụng đường trung bình động thì bạn sẽ tận dụng được những cái lợi ích như thế. Nhưng mà đường trung bình động thì nó rất là nhiều loại. Mình nghĩ thì các bạn chỉ nên biết hai cái loại này thôi. Và hai cái loại này nó cũng được sử dụng phổ biến nhất. Còn các loại khác thì thôi mình bỏ qua. Nó đau đầu mà nó không hiệu quả lắm đâu. Và hai cái loại đấy đó là đường SMA và thứ hai là đường MA. Cái đường SMA là viết tắt của đường Simple Moving Average. Đây là một cái đường đơn giản nhất của MA. Nó được tính bằng trung bình tất cả các nến gần nhau nhất. Ví dụ là đường SMA 50 thì giá trị trung bình của giá đóng cửa 50 cây nến tính từ cây nến hiện tại đi ngược về quá khứ. Hoặc đường SMA 100 là giá trị trung bình đóng cửa của 100 cây nến tính từ giá trị hiện tại đi ngược về quá khứ. Còn đường trung bình MA nó là đường trung bình lũy thừa. Công thức tính của nó thì khá loằng ngoằng nhưng mà bản chất của đường MA nó không khác gì đường SMA cả. Chỉ có điều là nó nhìn mượt hơn và bám sát với giá hơn thôi. Để sử dụng đường trung bình động thì rất dễ. Cái giá nào này mà nó nằm dưới đường trung bình động này thì nó đang có xu hướng giảm. Và giá ở trên đường trung bình động là đang có xu hướng tăng. Và khi giá cắt qua đường trung bình thì nó được xem là giá đảo chiều. Và để các bạn giao dịch tốt hơn thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn các mẹo sử dụng cái đường trung bình động này. Như ở đây thì mình đang dùng đường trung bình động MA8 này, 21 này, 50 này. Và cái mẹo đầu tiên ấy, là mình có thể kết hợp từ hai đường trung bình động trở lên để tạo thành một cái vùng kháng cự hay là hỗ trợ. Giả sử là mình dùng cái đường MA8 và MA21. Đây là đường MA8, MA21. Thì khi mà kết hợp hai cái đường này thì nó sẽ tạo thành một cái vùng. Trong xu hướng tăng thì vùng này nó đóng vai trò là cái vùng hỗ trợ. Còn trong xu hướng giảm ấy, đoạn này xu hướng giảm này, nó đóng vai trò là cái vùng kháng cự. Và khi mà giá cứ đến phần này nó sẽ bật lại. Đấy. Tiếp theo là mẹo thứ hai là mình sử dụng giao cắt đường trung bình để xác định xu hướng. Để mà giao cắt đường trung bình thì mình sẽ có bắt buộc phải có hai đường trung bình trở lên. Khi mà đường nhỏ nó giao cắt và đi lên phía trên cái đường lớn ấy, thì xu hướng đang có xu hướng tăng. Còn khi mà nó cắt ngược lại xu hướng nó sẽ là xu hướng giảm. Có nghĩa là đường trung bình nhỏ nó nằm dưới đường trung bình lớn. Mẹo thứ ba là mình có thể sử dụng việc giá đóng cửa đóng qua cái đường trung bình để mà chốt lời. Giả sử mình vào lệnh ở điểm này nhưng mà khi mà đi lên là mình không biết chốt lời ở đâu. Khi mà giá đóng cửa qua cái đường trung bình này thì mình có thể chốt lời sớm bằng cách đóng lệnh ở đây.
Và khi mà nó phá qua là mình phải thấy nó rõ ràng nhé. Còn mà chập chững hay này thì thôi. Mẹo thứ tư là chúng ta có thể quan sát được cái việc phản ứng của giá để xem độ mạnh của xu hướng. Khi mà bạn nhìn vào đường trung bình và giá trên biểu đồ ấy, nếu mà giá luôn tôn trọng cái đường trung bình này và nó không giao cắt qua liên tục thế này thì đó là một xu hướng đang mạnh. Còn nếu mà nó đang giao cắt liên tục thế này thì đó là có thể là một xu hướng yếu và nó đang sideways. Và mẹo cuối cùng là mình sẽ quan sát cái việc xòe ra hay là chụm lại để tìm thời điểm vào lệnh. Nó như kiểu là cái nến inside bar ấy. Khi mà nó nén càng lâu ấy, thì nó sẽ cụm lại một thời điểm và nó bung ra càng mạnh. Thì cái đường MA này cũng tương tự như thế. Khi mà giá nó sideways hay là khi nó đang hồi ấy, thì nó sẽ chụm lại. Và đến một cái thời điểm nào đấy nó xòe ra thì cái thời điểm đấy là mình có thể canh để vào lệnh được hoặc là canh tìm lệnh được. Đó là tất cả những thứ bạn cần nên biết về đường trung bình động. Bạn hãy thử nghiệm thật nhiều trên biểu đồ để có thể đúc rút cho mình thêm nhiều kinh nghiệm nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì nhớ để lại cho mình một lượt thích và nhớ chia sẻ video đến nhiều người nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn giao dịch thành công.